chiều ngang của nó là 12,3 cm, cho nên là người lớn vẫn mang được, nhưng mà mình có thể là tham khảo mua cho cháu, cho con mình ở nhà. Loài màu hồng này cực kỳ là đáng yêu nha mọi người. Đó, form này nó sẽ là form mắt mèo. Với cái form mắt mèo thì sẽ phù hợp với những anh chị là có khuôn mặt tròn, khuôn mặt trái xoan, mặt trái tim, màu đen đó, màu xanh, màu be. Đây.